Xin chào các bạn, lại là mình đây. Vẫn là những thói quen quen thuộc với những cái món ăn và những cái ly nước quen thuộc nha các bạn. Ok, hôm nay thì sau khi ăn sáng thì mình sẽ đi uống cà phê ở quận Phú Nhuận nha. Đây là một cái quán nằm trong khu vực đường Phan Xích Long nha. Những con đường trong khu vực Phan Xích Long này có những cái tên rất là dễ thương, tên của các loài hoa ha, hoa lan, hoa đào, hoa cúc, hoa mai, và cũng vì thế mà mình cũng hay bị lẫn lộn ở các con đường như có máy tính. Đây mình sẽ chọn quán xanh này, các bạn thấy đẹp rồi, quán này nha. Một quán cà phê nhỏ xinh nằm gọn ở trong một góc đường ở khu vực này. Quán có tên là Cà Phê Xanh, mang ý nghĩa là những cái thực phẩm và thức uống ở đây mang tính là xanh, có nghĩa là sạch, và theo cái từ là mình gần đây hay nói là organic đó các bạn. Vâng, là cà phê đã ra rồi. Thì đây là loại cà phê pha máy nha các bạn. Gần đây thì mình thấy rằng là có sự phân biệt rõ rệt giữa các loại cà phê truyền thống và cà phê pha máy. Nghĩa là khi các bạn uống cà phê ở các quán mới như là Coffee House chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy là vị cà phê sẽ là vị cà phê máy. Còn nếu chúng ta đi cà phê Highland Coffee thì chúng ta sẽ thấy rằng cà phê lại mang tính truyền thống. Ok, thì cái này mình cũng không có không rành lắm, thì mình chỉ biết như vậy thôi, bởi vì rõ ràng mình không quen lắm với cái vị cà phê pha máy, cho nên là thường mỗi khi uống cà phê pha máy thì lại vẫn thèm uống thêm một ly cà phê truyền thống nữa các bạn. Và sau một buổi trưa nhẹ nhàng với ổ bánh mì thịt thì văn phòng các anh em lại mua một số phần sữa chua ha. Sữa chua thì dạo này mọi người rất là thích ăn cái món này, cho nên mình cũng thích luôn, bởi vì món này ăn cũng dễ ăn, nó không quá ngọt gì, không quá ngọt nhưng mà nó cũng là dâu mà các bạn. Vâng, và bốn người thì bốn loại sữa chua khác nhau với các loại topping khác nhau ha. Bạn thấy kiwi nè, rồi cà phê nè, rồi cái ly nó cũng khác nữa, cái ly cái hộp bằng giấy các bạn là cũng khác nữa. Vâng, trước mặt các bạn là con đường Quang Trung nha các bạn. Con đường này đi từ Gò Vấp đã đi lên hướng quận 12 ha. Ok, và một câu hỏi vui dành cho các bạn nha. Nguyễn Huệ với Quang Trung là có quan hệ như thế nào? Các bạn hãy comment cho mình biết nha. Okay, buổi chiều thì có việc để đi lên khu vực đường Tô Ký, thì sẵn đây mình cũng sẽ quay cho bạn xem con đường Tô Ký này. Con đường Tô Ký hiện nay đã được mở rộng và mới khánh thành. Những ai ta đã sống ở Gò Vấp hoặc là Hóc Môn chắc chắn sẽ phải đi qua con đường Tô Ký này rất là nhiều lần, và có thể thấy rằng đã có một sự thay đổi đáng kể về bề ngang kích thước của con đường. Như các bạn thấy là con đường đã trở nên rất là rộng rãi, với con lương ở chính giữa, giúp cho việc lưu thông từ hướng quận 12 lên Gò Vấp và lên Hóc Môn rất là dễ dàng. Vâng, việc phát triển các con đường giao thông hiện đại và
giúp cho việc đi lại nhanh chóng, thì đã phát triển giúp phát triển những cái thị trấn như ở Hóc Môn như thế này ngày càng nhanh hơn, bởi vì khi việc lưu thông dễ dàng thì sẽ giúp cho việc cư dân họ lựa chọn nơi ở, cũng có thể ở những cái nơi xa xôi như là Củ Chi hoặc là Hóc Môn. Khi mà họ có thể đi làm ở trung tâm thành phố thì vẫn có thể lưu thông bằng xe máy trong vòng 30 phút với những con đường thông thoáng như thế này. Như các bạn cũng thấy, việc lưu thông trên một con đường mà có con lương như thế này đã giúp cho tốc độ di chuyển rất là nhanh. Chúng ta có thể di chuyển trên 50 km/h. Để đến được thị trấn Hóc Môn từ trung tâm thành phố, ngoài con đường đi từ hướng Gò Vấp đi qua đường Tô Ký này, chúng ta có thể di chuyển từ hướng đường Cộng Hòa, Trường Chinh, ở quận Tân Bình, rồi chúng ta đến ngã tư An Sương và di chuyển theo hướng Củ Chi thì đến đường Lý Thường Kiệt, chính là lối vào của thị trấn Hóc Môn, và chúng ta sẽ rẽ phải vào ha. Và khi mà chúng ta rẽ phải đường Lý Thường Kiệt rồi đi thẳng vào thị trấn Hóc Môn thì đi hết đường Lý Thường Kiệt là sẽ tiếp nối với đường Tô Ký này. Những ai từng sống ở đường Tô Ký này có lẽ cũng sẽ phải ngỡ ngàng trước sự khang trang và rộng rãi của con đường Tô Ký, vì trước đây mình thì cũng không sống ở đây, nhưng mà rõ ràng rằng là mình đã thấy một sự thay đổi đáng kể của con đường này. Việc mở rộng đường này và theo mình nhớ thì đã rất lâu rồi, nó tốn đến 3-4 năm. Thì đến hôm nay thì như các bạn thấy là con đường đã được vận hành thông suốt. Vâng, thì trong thời gian này thì rõ ràng là Việt Nam đang có những cái đợt bùng phát dịch mới, như đến ngày hôm nay là ngày 29 tháng 1 thì đã có rất là nhiều người đã dương tính với Covid-19 ở các khu vực các tỉnh phía Bắc. Điều này đã làm cho việc đón Tết của người dân thành phố và người dân Việt Nam trong thời gian tới sẽ rất là gặp nhiều khó khăn, khi mà các lễ hội có lẽ là sẽ phải giảm bớt. Tuy nhiên, đó là trách nhiệm chung của tất cả mọi người chúng ta cùng chung tay để chống lại những cái khó khăn do cái dịch bệnh này gây ra, tránh làm phức tạp thêm. Và mình cũng mong rằng là dịch bệnh sẽ sớm đi qua và những điều tốt đẹp nhất sẽ quay trở lại trên với chúng ta và trên khắp thế giới. Ok, nhân đây thì mình cũng chúc mọi người có những cái ngày cuối năm thật là tuyệt vời, chuẩn bị một cái Tết thật là an lành. Và video mình cũng xin dừng ở đây. Các bạn xem hãy subscribe kênh để giúp cho mình phát triển kênh thật là mạnh mẽ nha. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt các bạn.